Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong Radio ngày hôm nay, nhân dịp Tết đến xuân về, xin mời các bạn cùng lắng nghe hai chuyện ngắn về chủ đề Tết của tác giả Phan Thị Vàng Anh. Hoa muộn. Một. Những vườn xung quanh, mái đã bắt đầu trụi lá. Ngày nào chú Tảo cũng cái quần sóc đen lưng lửng, áo may ô thủng lỗ chỗ, đầu đội cái nón kết đỏ, len lỏi giữa những hàng cây, hỏi sang, bên đấy chưa nhặt lá à? Trong vườn mái vẫn rậm rịt, không ai rảnh mà làm việc ấy. Gần cuối năm, bà cụ lại được mời đi tỉnh chơi. Những người trẻ trong nhà đùn đẩy nhau, ai cũng ngại, ai cũng cố cho rằng người ta chỉ hay bày vẽ, chứ cứ thử không nhặt xem, nó có nở không? Nở quá đi chứ. Rồi một người nhớ ra, bảo, ở năm nay không có chú nhỏ nào đến nhặt lá dùm nhỉ. Ở nhà, không cần quy ước, cứ ai lân la tán tỉnh hạc đều được gọi là chú nhỏ. Có chú đến rồi đi luôn, có chú lai dai lâu lâu đảo qua một lần rồi biến mất. Mỗi chú để lại một vài kỷ niệm trong nhà, trong vườn, trong cái trại gà lợp lá dừa mục nát. Đó là những cái ghế con đóng vuông vức đẩy đinh, những cây cảnh bị bẻ quặt, uốn cong, cố vặn theo hình con lân, con phụng, là hệ thống máng ăn cho gà, dùng không biết đến khi nào mới hỏng. Mọi người vẫn đùa, hỏi, Hạc, mày có nhớ thằng nào làm việc nào không? Hạc vêu mặt cười, nhớ chứ, tôi có ghi sổ hết mà. Mọi người cười đê, cẩn thận, một trong những thằng ấy mà vớ được cuốn sổ này thì mày khốn. Ừ đúng rồi, mấy năm nay đã chẳng có ai đến nhặt lá mai cho Hạc. Tuyền lấy vợ, Nhật xuất cảnh, trước cách đây mấy hôm thấy chạy xe vèo vèo ngoài ngã ba, chở một đứa con gái bé như cái kẹo, không ôm yếc gì cả nhưng nhìn thì biết ngay là bổ bịch. Đó là những chú nhỏ năm xưa, tay lăm lăm kéo, đứng trông chênh trên cái ghế gỗ, hay khom lưng giữa những tán mai già, nhặt lá. Lá mai sạm màu rơi đầy gốc, họ lại nghĩ ra việc quét vườn. Hạc lúc tựa gốc mít, lúc đi quanh chú nhỏ, nói chuyện ngụ ngôn, đôi khi buồn cười. Thấy hình như đã nói những câu như thế này, cũng trong tiếng lá chổi lạt sạt quét vườn, vào năm ngoái, với người năm ngoái. Rồi về, nấn ná ở cổng, hẹn Tết nhớ đến coi mai nở. À trước Tết chứ, đến để còn chờ đi chợ. Năm nào cũng phải giảng giải việc đi chợ Tết cho một người nào đấy. Anh chị trong nhà lại cười. Người vô duyên, không giữ được ai quá một năm. Hai. Rốt cuộc, cả đám người trẻ tuổi trong nhà vừa quyết định vừa cười lão cá. Khỏi, thử một năm không nhặt lá, biết đâu hoa ra lác đác chẳng đẹp hơn. Họ vùi đầu vào mua sắm, may cho nhanh mấy bộ quần áo Tết. 28 Tết bà cụ mới về, đứng lọt thỏm giữa những bị cói, giò cước, trẻ con trong nhà ùa ra, cười, Tết về rồi. Bà cụ nhìn khoảng vườn còn rậm rịt lá mai, lắc đầu, chúng mày đáng sợ thật. Cả lũ lại cười. Mùng 1, mùng 2 Tết, không có mai, Hạc thấy Tết chỉ giống như một ngày Chủ nhật, với nhà ai giàu có làm đám cưới đốt pháo thật nhiều. Một người nói, mày đừng có đổ thừa. Cái hoa mai quê mùa ấy việc gì làm mày mất Tết. Rồi ngậm miệng ngay, nhìn Hạc như muốn nói. Chẳng qua năm nay không thằng nào đến nữa mà thôi. Hạc cũng chỉ cười, vào nhà trong nằm, lôi mấy tờ báo xuân ra xem mà thấy buồn rũ rượi. Năm nay mình đã bao nhiêu tuổi, vì sao những ngày lễ Tết mình luôn phải nằm nhà? Một đứa cháu trèo lên giường, moi móc từ trong túi một đống hạt dưa và một nắm phong bao ra đếm lại. Hạc cười. Dì thấy con đếm về chục lần chứ không ít. Cô nghĩ, ngày xưa mình cũng như thế này, rồi lơ mơ ngủ mất. 3. Mọi người kêu lên ngán ngẩm. Hết Tết.
rồi vặn đồng hồ báo thức, dậy sớm đi làm trở lại. Bây giờ bà cụ mới đi nhặt lá mai được, lụi cụi từ gốc này sang gốc khác, thỉnh thoảng phá sót lẹt đẹt đâu đó trong xóm nhỏ. Hạc đi quanh mẹ, chi vậy? Bà cụ móm mém cười, tội nghiệp, nhặt để hoa nở. Mai nở. Một chiều kia, như đã hẹn, một cô bạn dẫn ông anh họ đến nhà Hạc, gửi anh ta lại bảo, ra chợ một chút, rồi phóng xe đi mất, lại bỏ nhỏ. Ông đàng hoàng lắm đó. Anh ta lủ khủ, tay khư khư cái mũ vàng như củ nghệ, chậm chạp, mãi mới cởi được xăng đan để đi vào nhà. Hạc cau mày, khi mình còn trẻ, cỡ này thì đừng hòng bò đến gần. Rồi đau đớn nghĩ, sao mình cay đắng thế này? Họ ngồi một lúc lâu, có 8 trang báo dở qua, dở lại, chẳng đọc được tin gì, cũng chẳng biết nói chuyện gì. Hạc rủ, ra vườn xem mai chơi. Họ đi qua những góc vườn, nơi khoảng 10 cây mai bung ra đặc kỳ những hoa vàng nở muộn. Hạc nghĩ, có mai rồi đấy, mà vẫn không thành Tết. Hai người khoanh tay bước, chỉ có tiếng lá mai lạt xạt dưới chân. Họ không biết nói gì, nghiêm trang như giám khảo hội hoa xuân. Và chiều tắt nắng dần, như một dải von cũ vắt trên ngọn cây, nhợt nhạt. 1992. Mười ngày. 26 Tết. Anh bảo, chiều nay về quê, mùng 5 anh lên. Tôi làm tính nhẩm, 10 ngày. 10 ngày vừa Tết, vừa đợi bằng 1000 ngày thường, có nghĩa là tôi sẽ phải quét mạng nhện một mình dỡ những cánh cửa xuống rửa, rồi một mình lắp chúng vào chỗ cũ. Tôi hỏi, sao lâu vậy? Anh cười, X có gần đâu để anh đi đi về về như chuột. Tôi lẩm bẩm, biết làm gì ở thành phố bây giờ? Anh trả lời bằng cách lập cho tôi một thời khóa biểu với những công việc nhàm chán đến nỗi, thay vì làm chúng, thả tôi uống một thứ thuốc gì đó để ngủ liên tục 10 ngày còn hơn. Rồi anh dặn, nhớ viết thư. Tôi gật đầu, đây là sở thích của tôi. 27 Tết. Tôi bước vào bưu điện thành phố để bỏ lá thư đầu tiên cho anh. Khi phong bì chui tọt vào thùng thư các tỉnh, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng. Những giờ trước, khi cắm cúi trên tờ giấy cắt góc cẩn thận, những phút trước, khi bước tự tin trên những bậc tam cấp của bưu điện, tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh đang đọc thư tôi. Lúc này, nhìn quanh, tôi thấy sao mà lo lắng cho cái thư nhỏ bé của tôi. Mọi người tất bật gọi điện, bôi hổ dán tem. Hàng trăm ngàn người như tôi nhưng xem ra họ đều bình tĩnh hơn tôi. Xong việc là lạnh lùng bước ra ngoài trời nắng như giang, ngước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà bên kia đường như thói quen của tất cả mọi người, rồi đi. Còn tôi, sau vài phút thẫn thờ, tôi ngượng nghịu nhìn quanh rồi cũng chuồn thẳng. 28 Tết. Khách khứa nhà tôi đến chủ yếu vào những ngày trước Tết. Họ hỏi, cháu đâu? Mẹ tôi tự hào chỉ tay không định hướng. Nó đi làm kiệu hành bên nhà bạn. Tôi thích mọi thứ không phải nhà mình. Ăn cơm nhà khác, ngủ ở nhà khác, trèo lên một cây hội nhà khác vật quả. Điều thích hơn làm tại nhà mình, thích hơn bởi vì nó lạ, và tôi chỉ cần lạ. Tôi ngồi cắt rễ kiệu, hai chân tê bại. Châu thọc tay vào cái chậu của tôi, bĩu môi. Con này keo, cắt kiệu hà tiện, để đuôi xanh lè. Tôi nghĩ, nếu đây cũng là một cách xem tướng, tôi sẽ phát cho các bạn trai của tôi mỗi đứa một cái dao sắc, một nắm kiệu, không ai được nhìn ai và cắt. Hẳn kết quả sẽ là A. Không cắt lá kiệu, chỉ cắt rễ. B. Cắt rễ sạch sẽ, kiệu giống như đang nảy mầm. C. Thất thường, hỗn độn. Và anh, tôi nghĩ, nắm kiệu sau khi đã lọt vào tay anh đành phải vứt đi vì cắt phạm đến cả thân kiệu. Châu hỏi, mày cười cái gì? Rồi không đợi tôi trả lời, nó ngoe nguẩy đi xuống bếp. Ngày Tết, không ai có thì giờ để làm điều gì đến nơi đến chốn. 29 Tết. Tôi gửi cái thư thứ hai, hy vọng bưu điện làm việc đến 30 Tết, đủ kịp cho cái thư đầu tới tay anh.
anh đang quên mạng nhện chẳng hạn, né tránh một cách bản năng và vô vọng những đám bụi chắc chắn sẽ rơi lên đầu. Ông đưa thư dừng lại trước cửa, hét to, "Thư nha!" Rồi tôi hy vọng, cứ cái đà làm ăn nhanh chóng này, mùng năm anh sẽ đọc cái thư thứ hai. Anh sẽ tưởng tượng được cái cảnh tôi chen lấn trong chợ Tết, tôi hóa mắt chóng mặt ra sao trước một núi công việc. Ở chợ, dưa hấu nằm chồng chất trên rơm, đủ cỡ. Anh bán hàng xuyên xuét về những quả dưa và tôi đâm nghi ngờ. Một người ăn mày bỏ lết dưới chân Uyển và tôi, lở lói, đầy mùn nhân tạo. Uyển thì thầm, xin tiền để lấy sức mà sống, sống để đi xin tiền, vậy sống làm gì? Tôi nghĩ, nhiều khi người ta kéo dài cuộc sống một cách vô ích, hình như ai cũng có, dù cụ thể hay mơ hồ, một hy vọng ngày mai khá hơn. Người bệnh nan y hy vọng khoa học phát hiện ra một thứ thuốc mới. Người ăn mày hy vọng một ngày nhặt được vàng. Trong chợ, tôi gần như tựa vào Uyển mà bước. Đông quá, ngộp quá. Tôi bảo, Uyển an ủi, một năm chỉ có một lần, chịu khó. Rồi giở tờ mục lục ra, lẩm bẩm, còn móng heo, mộc nhĩ, măng khô. Tôi thấy, hình như suốt mấy ngày qua, tôi chuẩn bị Tết không phải để cho gia đình tôi. Tôi chuẩn bị cho những người khách chưa rõ mặt, cho một phong tục sắc rối không theo không được. Ở cửa, mẹ tôi bảo, mẹ đã đặt bánh chưng cho con đỡ mệt. Tôi cười, đỡ mệt thật nhưng cái Tết đã mất đi một nửa. Những cái bánh của Lang Liêu đã có người mang đến tận nhà. Tôi sẽ không rửa lá, đãi đậu và cùng anh chị thức đêm ngoài vườn canh nồi bánh như xưa nữa, lúc còn cha. 30 Tết, tôi dồn lá vào một góc vườn và đốt, xong đứng hít thở mùi khói vườn. Trước sân, mai đã nở vàng. Con mèo đùng đỉnh ra chọn một khoảng đất sạch sẽ đầy nắng, lăn lộn vài vòng rồi nằm ngửa rất bất động, đầu ngoẹo qua một bên, trông hơi giống một anh động kinh. Tôi nghĩ, nó hạnh phúc hơn tôi, nó không phải chờ đợi điều gì. Còn tôi đợi thứ anh, sao đến giờ này vẫn chưa có. Châu tạt qua vài phút, dặn, tối xong hết việc, tao và mày đi một vòng rồi về đón giao thừa. Đi một vòng Sài Gòn, vừa đi vừa nghĩ, một năm qua mình được gì mất gì, tôi cũng thích cái trò này. 7 giờ tối, tôi thấy mẹ Châu còn ngồi may đồ. Nhà vắng hoe vì sạch sẽ, gọn gàng nên trông càng vắng. Đi chơi hết rồi, Châu cũng đi gội đầu rồi, chắc sắp về. Cô bảo rồi đưa tôi hộp mứt, ngồi đợi nó một chút. Tôi mở nắp hộp, tự nhiên thấy ngán ngẩm, như thể mấy ngày nay mình đã phải ăn những thứ này thay cơm. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Giờ này, mẹ tôi cũng đang ở nhà một mình giống như mẹ Châu. Vội vã, tôi chào cô, dặn lại vài thứ rồi về. Trong những giờ cuối cùng này của năm cũ, người ta ngửi nhất. Tôi về, thắp một cây hương lên bàn thờ cha, rồi vào phòng nằm, nước mắt chảy dài trên má. Giao thừa, tôi có cảm giác một bàn tay vô hình cuốn lại tấm thảm cũ, trải ra trước mặt tôi một tấm thảm mới tinh. Việc đầu tiên tôi làm trên đó là cùng mẹ uống trà, ăn bánh và nghe pháo nổ. Pháo nổ khắp nơi cả trong tivi lẫn ngoài đường. Chó mèo hoảng hốt thật tội nghiệp, tôi ôm tất cả bọn lập cập đó vào lòng, thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương cao cả. Mùng 1, tôi mở mắt vì tiếng pháo xa gần, khắp nơi, mùi thuốc pháo bay vào tận trong phòng. Mùng 1, trong nắng mới, trẻ con đóng bộ đi lại nhăng nhít trên con đường trước nhà. Mẹ tôi bảo, trẻ con cả xóm hôm nay trông cứng như hộp. Anh chị tôi và thằng bé đến sông nhà, anh tôi nhìn sân hỏi, sao không đốt pháo? Tôi bảo, không dám. Anh treo pháo vào cành xoài, pháo nổ. Các nhà bên cạnh cũng đì đẹp nổ theo, giống cái kiểu gà gáy đuôi bình minh. Chị tôi bịt tai, mắt rạng rỡ. Tôi thấy, người Á Đông có nhiều thú vui buồn cười. Ngay cả ăn uống cũng vậy, lúc nào cũng thích có cái cảm giác pha trộn mâu thuẫn. Sắc pháo hồng một khoảng sân, lẫn những cảnh mai rụng. Mai vàng rực rỡ cùng lá mới, chị tôi đếm và hoan hỉ kêu lên, toàn 6 cánh. Mùng 1, tôi phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Hàng xóm sang chúc Tết, như những người xa lạ vì những lời chúc văn hoa.
Tôi nghĩ, may mà mùng 1 anh không đến, nếu đến chắc anh cũng thành người lạ. Mùng 2. Mặc dù 5 giờ chiều qua, chị tôi tuyên bố hết Tết, tôi vẫn cảm thấy hôm nay mới thật là Tết. Buổi sáng, khách và họ hàng ngập nhà. Trẻ con rủ nhau ra ngoài hè, mở những phong bao ra đếm tiền, so đo, tị nạnh. Trẻ con dưới sự chỉ đạo của bố mẹ, nói thật máy móc. Chúc gì cô có bồ. Tôi cười, thật là một lời chúc tốt đẹp cho tất cả những đứa con gái. Chiều tối, Châu, Uyển và tôi đã khoác tay nhau trong tao đàn xem hoa lan và hòn non bộ. Châu bảo, sao dáng hoa lan đều giống nhau? Uyển hoang mang, tào chịu, không biết đánh giá mấy cây cổ thụ còi này, thấy cũng giống giống mấy chỗ bán ngoài đường. Đường phố đầy sắc pháo, chợ bùa vắng tanh. Đêm về, ngang quán cũ, tôi nhớ anh thắt ruột. Uyển hỏi, mày nhận được cái thư nào chưa? Chưa, chắc bưu điện nghỉ. Hôm nay làm việc rồi mà. Uyển bảo, có bồ mệt hí, tao không thích có bồ là vì vậy. Châu liếc, thật không? Ai cũng hiểu, trả lời là thừa. Về nhà, tôi chịu chạo nhai bánh chưng, nghe pháo lẹt đẹt đâu đó. Biết rằng Tết đã qua rồi. Tôi ngồi vào bàn, viết một cái thư cho anh. Đúng hơn là cho mình vì biết chắc rằng nó không tới kịp. Mùng 3. Cũng như mọi năm, tôi ở nhà để đợi Lương tới. Lương bảo, tụi mình làm gì ăn cho đỡ ngán bây giờ? Lương thèm canh cải và đậu hũ chiên chấm mắm ớt. Tôi cười, kiếm ở đâu ra để hầu ông đây? Tụi tôi ngồi cuốn bánh tráng ngoài vườn. Mẹ tôi đi qua, hỏi, mấy đứa có muốn uống rượu mít không? Lương hỏi, An còn giữ thư từ chứ? Còn khoảng 80 cái. Có lẽ tôi cũng viết cho Lương khoảng chừng ấy thư, có thể hơn nữa. Không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào, tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn. Và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi ngỡ là yêu xưa kia chỉ là ngộ nhận. Rồi hai đứa đi thăm bạn bè cũ. Nhà nào cũng giống nhau ở bữa ăn thịt kho, dưa hành, khổ qua. Chủ khách nói chuyện không tập trung nổi vì cắn hạt dưa lách tách. Mọi người trêu chọc. Chúc Lương và An năm nay. Chúng tôi nhìn nhau cười, cố ý trêu chọc lại bằng cách làm mọi người hiểu lầm. Để đến tối, lúc chia tay, Lương mở đầu. Chúc An và... Cũng vậy, tôi lặp lại. Chúc Lương và... Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống trái mùa. Tôi tự hỏi, những lời chúc của mình có chân thành không? Mùng 4. Mãi mùng 4, đám bạn chung của Uyển và tôi mới đến. Ồn ào như cái chợ dù chỉ có vài đứa, tụi nó trong giây lát tạo được không khí Tết vốn rất mờ nhạt trong nhà tôi. Phong ôm con chó con tên Xịt đang ngoe ngoẩy ngoài hiên vào lòng, leo lên xe rồi bảo, về nhà tôi. Phong dựng một cái chòi xinh xắn để học bài trong khu vườn của ba mẹ nó. Trước cửa chòi, đẩy xác pháo và vỏ hạt dưa. Tụi nhỏ kéo một cái ghế cho Xịt nằm xong lấy bài ra đánh. Uyển và tôi, hai người già ngồi bổ dưa, dọn bánh thuẫn và pha trà. Thỉnh thoảng ghé mắt nhìn, không hiểu gì lắm. Từ xa, thấy anh đưa thư đạp xe tới, tôi chạy ra chặn đường hỏi thư. Anh cười, không. Uyển bảo, tao nghĩ... Nó không viết gì cho mày đâu, chắc mày đi với em nào gì đó. Tôi thấy người ta thường mong người khác bất hạnh để được tỏ lòng thương hại. Ai cũng vậy, có điều, người khôn thì giấu đi, kẻ dại thì để lộ. Buổi chiều, cả bọn lên chùa, tụi con trai ngồi ngoài ghế đá đợi Uyển và tôi vào thắp nhang. Trên vòm điện chính, chim sẻ ríu rít bay chuyển qua các chùm đèn lồng. Tôi đứng trước Phật và khấn. Xin cho mẹ con được mạnh khỏe và con được bình an. Rồi tự hỏi, sao lần nào thắp nhang, tôi cũng chỉ xin bình an. Rồi chụp hình, ông phó nhỏm nói như ra lệnh cho đám loay hoay này. Nhìn tôi đi, nhìn tôi. Phong lầm bầm, ông có gì đẹp mà nhìn. Rồi nó đưa hai ngón tay lên đầu tôi như hai cái sừng con. Tôi cười, hơi thương hại. Cái trò đùa này hàng trăm, ngàn kẻ đã làm. Nó lặp lại làm gì cho nhàm chán. Mùng 5. Anh lên thành phố với một dáng vẻ lạ lùng. Tôi hỏi, anh có nhận thư? Anh gật đầu,
Sao anh không viết? Anh cười và lắc đầu. Cái xe vòng vèo thở ơ qua các phố. Tôi hỏi, đi đâu? Anh cũng không biết. Tôi bảo, về đi, mệt lắm rồi. Rồi tôi ngồi sau, nhắm chặt hai mắt cho đến khi xe dừng trước cửa nhà. Anh chúc, năm mới. Tôi ngăn lại, thôi đủ rồi. Vào nhà, tôi xé tờ lịch mùng năm, bỏ vào trong tủ. Đêm đó, trời thanh đa đầy sao. Châu, Uyển và tôi trong một cái quán cùng những vỏ bia. Tôi bảo, mượn cho tao cái ghế bố. Bên bờ sông, tôi nằm, nhìn lục bình trôi cùng gió lạnh. Bờ bên kia là sữa nước, là những rặng cây hoang dại. Trong trạng thái lơ mơ, tôi nhớ lại 10 ngày chờ đợi đã qua. Châu, Uyển nắm lấy vai và lau mắt cho tôi. Thôi, An. Cảm động, tôi mỉm cười. Nghe trên sông, sóc xách một chiếc thuyền chèo đêm. 1989. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.